đại diện của công ty trách nhiệm hạn thương mại xuất nhập khẩu gỗ Phương Nam, là đơn vị hàng đầu về kinh doanh gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Còn gỗ Phương Nam có đầy đủ các loại gỗ như gỗ ông chó, gỗ xoài, gỗ tần bì, tất cả đều nguyên đai nguyên kiện từ nhà cung cấp nước ngoài. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Hoàng Kim, được thành lập từ năm 2014, là nhà cung cấp vi tính và chuyên nghiệp, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, bao gồm các giải pháp chống sét toàn diện trực tiếp và lan truyền của hãng LPI Australia. Inside of me.